Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh B Audio Sài Gòn. Hôm nay B xin giới thiệu quý vị một số hàng về có đầy đủ loa âm ly, đầu đĩa và thêm một con lọc nữa nha quý vị. Và ai đang xem kênh của B, quý vị đừng quên hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nữa nha quý vị. Và đầu tiên B xin giới thiệu quý vị một con lọc. Và con lọc này của hãng hôm bữa giống như B bán một âm ly karaoke đến từ hãng Classic Pro nha quý vị. Hôm bữa là đi karaoke, còn hôm nay là một cái lọc. Và cái lọc này có model là CN360 nha quý vị. Nó rất là nhiều cần chỉnh. Nó tới 60 cần chỉnh. 60 cần chỉnh nha quý vị. Và cái hàng cần chỉnh phía trên này là cho loa phải và phía dưới là cho loa trái. Và nó sử dụng nguồn điện 100V nha. Bây giờ mới quay phía sau đây. Quý vị nhìn vào, nó có cổng balance nữa. Wow. Giới thiệu hàng về thì bây chỉ giới thiệu sơ thôi, còn nếu như ai đã tìm hiểu rồi có thể mua liền khi bi up video này lên thì cũng không sao. Bi đã kiểm tra hết mọi chức năng rồi. Và cái con lọc Classic Pro 360 này có một điểm đặc biệt nữa là nó chỉnh ba năng nha quý vị. Volume chứ nhầm, volume chứ không phải là ba lăng nha. Bị nhầm nha quý vị. Đây, ít có cái con lọc nào có cái chỉnh này nha quý vị. Wow, rất là hay đúng không? Có chỉnh cho volume từng loa. Tại vì tương ứng với dãy trên thì loa phải thì có một cái volume vào phía dưới, loa trái thì có một CH1 và CH2 đây, kênh 1 và stereo. Rồi, và có ai đang chưa bị báo giá cái con CN360 của hãng Classic Pro này không? Với mức giá là 6 triệu đồng. À nhầm, 6 triệu 400 ngàn nha quý vị, chứ không phải là 6 triệu 400 ngàn. Nói chung là mức giá trên 5 triệu. Và bữa nào mình sẽ test cái này cho quý vị. Rất là nhiều cần luôn, những con lọc bị bán được trước ít cần hơn, không có kiểu nhiều cần như vậy. Và nó nằm chung trên một hàng, nhưng mà cái này thì nó phân ra mỗi loa, quý vị thấy hai hàng. Rồi tiếp theo dưới con lọc đó là một cái con âm ly đến từ hãng Technic. Con âm ly này nó chạy 4 sò sắt của hãng gì, NEC hả? NEC 4 con sò sắt nha quý vị. Để quay sát là quý vị gì? Các thấy cái body của nó là SO7072 La Mã. Và cái này là cái nút volume của nó nha quý vị. Còn cái vòng ở trong này không phải là nút có ba lăng mà nó là cái nút thẳng nó volume lại. Quý vị đừng nhầm nha. Còn nút ba lăng của nó nằm riêng đây nè. Nút ba lăng nó nằm riêng rồi và nó có hai đèn VO rất giống với con 7082 La Mã. Và con lọc nè quý vị, nhìn nó có đây có một vài vết trầy nha quý vị. Nó không có đẹp tuyệt đối đâu, nó có vài vết trầy đây. Chức năng của hắn thì hoạt động rất là ok. Bao riêng tuyệt đối cho quý vị nha. Và con lọc nè, con âm ly Technic SO7072 La Mã này bị bán mức giá là 3 triệu đồng nha quý vị. Và công suất của nó là 155W. Và nó cũng sử dụng nguồn điện 100V. Bi đang quay phía sau cho quý vị nhìn. Và mức giá 3 triệu đồng với mức giá mà Bi đã khấu trừ cái phần nó bị có vài vết trầy nha quý vị. Còn nếu như nó đẹp thì không có mức giá 3 triệu đâu. Rồi xong cái con âm ly Technic rồi. Và dưới con lọc và con âm ly đó là một bộ âm ly và một đầu đĩa cùng một model lô của hãng Đèn Non, đó là 1500 AE. Quên giá rồi nhờ. Nói chung là cả cái con đầu đĩa và con âm ly đều còn rất là đẹp. Và quý vị nhìn vào rất, nếu như ai mua cả bộ, cả âm ly, cả CD thì cũng được.
và mua tách rời cũng không sao nha quý vị. Quý vị thích mua âm ly thì mua, thích mua đầu đĩa thì mua. Nếu như ai có từng cái rời giờ muốn mua thì cũng được luôn. Vì bán lẻ còn giới thiệu chung thì mình giới thiệu chung cả bộ dạy cho nó hay hay. Bởi vì mình có cả âm ly và đầu đĩa cùng mua đen luôn mà. 1500 AE. Nói chung là còn rất là đẹp nè. Rất là đẹp nha. Và cái con đầu đĩa này nó 32 bit nha quý vị. Nói chung là còn hoạt động hết nhưng mà giờ Bi không có bật nguồn lên. Và cái con đầu đĩa này nó có cái remote học nè quý vị, remote Trung Quốc nha. Đây, đây là cái remote của nó. Bi để ngược nha. Đây. Và cái con đầu đĩa này Bi bán mức giá là 8 triệu. 8 triệu nha quý vị. 8 triệu. Và dưới con đầu đĩa quý vị nhìn con âm ly 1500 AE. Bi bán cũng rất là nhiều. Và con này con số cũng rất là lớn như 250W nha. Nè. Đợt trước cũng có nhiều người bị hụt cái con 1500 AE này nè. 1500 AE, 1500 ER, 1500 TT bán quá trời luôn. Và cái con âm ly này thì cũng bàn giá lúc trước Bi bán là 10.500.000. 10.500.000 nha quý vị xem một lượt. Và bây giờ Bi sẽ quay phía sau, ra phía sau quý vị để nhìn phía sau cái con âm ly và con đầu đĩa. Đây, những cái này là những cái... Để quý vị xem ra phía sau ha. Hai con đầu đĩa và âm ly đều được lắp ráp tại Nhật Bản và sử dụng nguồn điện 100V. Và con âm ly thì nó có thể chơi được, nó chơi được B-Wave. Nó chơi được B-Wave luôn nha quý vị. Và công suất quý vị cũng nhìn thấy là 250W, công suất tiêu thụ của nó là 250W. Trạm gắn loa bằng đồng thì hầu hết là không bao giờ Bi thấy nó bị rỉ hay rét đâu quý vị. Những con Bi bán được cái dòng đèn ông này thì không thấy, chưa thấy con nào bị rỉ hay rét ấy. Rồi, quay kỹ phía sau đó cũng rất là đẹp. Nhìn rất là ok quý vị nhớ mức giá gì ạ? À? Con đầu đĩa là 8 triệu và con âm ly là 10.500.000. Rồi xong, rồi bây giờ chúng ta qua một cái loa đến từ hãng Canada. Đến từ Canada của hãng BSB 600i. Nó gồm có 3 loa, 2 loa bass và 1 bass loa bass mid luôn nha quý vị, và 1 loa track. Nói chung là dòng này dòng loa cột, chúng ta đến với ai không có to lớn như dòng này vừa phải. Và nó có một lỗ thông hơi. Và loa này chúng ta chơi được biên quay được quý vị ạ. Mặc dù nó không quá lớn, loa bass của nó 16 ạ. Bây giờ qua phía sau quý vị nhìn thấy BSB Century 600i như quý vị. Và nó được sản xuất tại Canada. Và nó chơi được pin quay có 4 trạm gắn loa 2 cầu. Cái cầu bằng bằng đồng của nó thì mắc Bi đang gắn cái dây điện. Rồi, để đi đo sơ qua coi. Đo sơ coi đó cao bao nhiêu nhỉ? Cho chiều rộng nè. Chiều rộng của nó là 22. Chiều sâu của nó là 33, con lưới rồi đầy đủ nha quý vị. Và đôi loa này nó có chiều cao là 79,5. Và mức giá bị bán đôi loa DSP này là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng nha quý vị. Cho mình đôi loa còn rất là ok. Và quý vị nhớ hết giá rồi đúng không? Hôm nay Bi có được một số hàng như vậy. Và ai thích món nào thì nhớ alo cho Bi qua số điện thoại bên góc màn hình. Còn Bi sẽ test chi tiết sau nha. Quý vị nhớ nhé. Hôm nay mình chỉ test mình giới thiệu tổng quát thôi, chưa có chi tiết, mình chưa có test. Và Bi xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị.